Gà chiên sốt Thái, gà lăn kho mai, gà lăn xí muối, gà sốt chín muối, và cuối cùng là gà sốt chân nhân. Để xem thử là cái độ nhẹp, cái phấn bột này nó sẽ như thế nào. Và bây giờ sẽ tới cái phần chống thấm nước. Oh my god. Hiện tại Sunny Studio đang cần tuyển các vị trí editor full time và học viện. Những bạn nào sinh năm 97 trở đi, muốn làm việc trong một môi trường năng động sáng tạo thì hãy gửi CV kèm portfolio qua địa chỉ contact@sunnystudio.vn để ứng tuyển các bạn nhé. À quên nữa, sắp tới khi kênh Sunny đạt 400k sub thì tụi mình sẽ tổ chức một đợt giveaway bao gồm những cái áo có hình logo Sunny Studio và 1.000.000 đồng chuyển khoản qua Momo dành cho 5 bạn may mắn nhất. Nên trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên nhấn like và nhấn vào nút subscribe cũng như click vào cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới các bạn nhé. Còn bây giờ thì xem video thôi. Trời, chị Sunny ơi, đừng có TikTok nữa, quay clip đi chị. Em mua đồ ăn tăng trơn rồi. Ủa clip gì? Tại sao hôm nay phải quay? Mai quay cũng được, mốt quay cũng được, ngày kia quay cũng được mà. Sao phải lại hôm nay? Mà clip gì? Thì nay mình làm content gà rán 5 vị đó. Sáng nhà mua đồ hết trơn rồi. Ủa tại sao phải làm 5 vị? Tại sao không làm 1 vị đi? Mất công người ta làm quá vậy. Trời, sao tự nhiên nay chị căng quá vậy? Chịu không? Chịu thôi à. Phải ráng chịu à. Ủa nhưng mà hình như em thấy mặt chị hơi dầu quá, chị đi make up lại cho chị Sunny. Ủa? Tại sao phải make up lại? Tôi thích mặt dầu gì á, được không? Thích mặt dầu gì đó. Nhưng mà hồi sáng tôi nhờ mấy người đi lấy cái đồ mà tôi mới mua, lấy lên chưa? Em để trong phòng chị, đi về em lấy cho. Cái đó là bí quyết để cái mặt không dầu đó. Ủa? Tôi biết mặt tôi dầu mà mấy người. Đâu cần phải công khai nó ra cho fan tôi biết như vậy. A few moments later. Này, đây là bí quyết để mặt tôi không dầu đó bạn. Thì mấy bạn thấy cái hiệu gì không? Đây là Perfect Diary nè. Thì cái đợt Giáng sinh á thì mình có mua mấy cái bộ đồ make up của hãng này ấy, thì mình dùng thấy khá là thích. Nên là cái đợt này hãng có ra một cái sản phẩm mới. Nó là một loại phấn kìm dầu và chống thấm nước. Để mình lấy cho mấy bạn xem nha. Thì cái này á là mình mua chút Tết đó bạn. Nhưng mà ở bên Trung Quốc mấy bạn cũng biết là họ cũng có cái lễ Tết cho mình. Nên là họ gửi về cho mình trễ, sau Tết họ mới gửi về. Thì đây là hai cái hộp phấn mà mình đã mua. Nó có hai tông màu khác nhau. Chị thích cái brand này ở một điểm là họ sản xuất mỹ phẩm lúc nào mẫu mã cũng đẹp hết đó. Em thấy cái bộ trước mà chị mua, mấy cái bộ phấn mắt lần trước chị mua rất là đẹp luôn. Mà cái phấn ở bên trong nó cũng mịn nữa. Từ lúc mà chị mua cái đó vậy, chị xài cái đó không thôi á. Và cái mặt của chị thuộc dạng da dầu nên là chị thấy ra cái mẫu mới này là chị mua liền. Các bạn thấy không? Cái phấn này khi mà mua thì nó sẽ kèm theo cho mấy bạn là một cái cây cọ nè. Mình xem thử cái cọ này có mịn không nha. Đây. Wow. À, cái đầu cỏ rất là mịn luôn á mấy bạn. Còn đây là cái hộp phấn. Cái này là hộp phấn màu 01, là cái màu cho da trắng mấy bạn. Và đây là cái mẫu thứ hai mấy bạn. Cái này thì là số 02, sẽ dành cho mấy bạn nào mà da hơi bị vàng vàng một tí ấy. Để mình lấy cái hộp phấn này cho mấy bạn xem. Đây, mấy bạn có thể xem nè. Mẫu mã rất là đẹp không? Kiểu là cái mắt mạ vàng mấy bạn. Nhìn rất là sang tay luôn. Và mỗi hộp phấn sẽ đều có một cái cọ riêng của nó. Trời, khi mà mình rờ vào cái phần lông cọ ấy bạn, cảm thấy rất là thích luôn á. Và đây là cái hộp phấn màu tiếp theo. Thì bên trong nó cũng sẽ có một miếng mút cho mấy bạn dặm phấn nè. Cái màu này nó sẽ ngả một vàng vàng tí, sẽ dành cho mấy bạn nào mà da vàng ấy. Cái này công dụng là gì? Thì cái này á, lúc đầu chị nói á, nó sẽ có 3 công dụng mà chị đã tìm hiểu rồi. Cái thứ nhất á là kìm dầu trong vòng 12 tiếng. Cái thứ hai á là sẽ chống thấm nước cho mình. Và cái thứ ba là cái phấn này khi mà đánh lên mặt nó tạo cho mình cảm giác rất là nhẹ, chứ không có bị nặng như là những cái loại phấn khác ấy. Để bây giờ chị sẽ test thử cho em biết nha. Bây giờ mình sẽ chấm thử bột của nó cho mấy bạn để xem thử là cái độ nhẹp, cái phấn bột này nó sẽ như thế nào. Ui mấy bạn thấy không, lúc mà mình chấm á thì nó đã bay ra rồi. Mấy bạn có thấy là nó bung cái phấn ra không? Thực sự là rất là nhẹ luôn mấy bạn. Và bây giờ sẽ tới cái phần chống thấm nước để xem thử là nó sẽ chống thấm nước như thế nào mấy bạn. Oh my god. Trời ơi, bạn coi nè. Nó không thấm xuống dưới nha, mà nó trở thành một cái giọt nước phấn nó lăn trên cái bề mặt phấn như thế này nè. Trời ơi, đỉnh lắm luôn. Mình chưa thấy cái hộp phấn này như vậy luôn mấy bạn. Đó, mấy bạn thấy không? Mấy bạn đã thấy được cái độ chống thấm nước của nó chưa? Quá là đỉnh luôn.
Và bây giờ mình sẽ test xem thử là nó có kiềm giàu được hay không nha. Thì các bạn đang thấy là cái da mặt của mình đang rất là giàu, thấy bóng bóng không? Đấy là mình làm makeup lâu rồi, cái lớp này của mình nó đang bắt đầu xuống tông và nó sẽ ra một hết dầu. Thì bình thường mình sẽ lấy cái giấy thấm dầu đó mình để lên cho nó hút hết dầu của mình, rồi sau đó mình apply một cái lớp phấn khác lên mặt. Và bây giờ thì mình không cần phải dùng giấy thấm dầu luôn, mình sẽ dùng thẳng trực tiếp cái này. Bây giờ mình sẽ lấy cái bông này, cái bông có sẵn trong này luôn, và cái bông này cũng khá là mềm các bạn. Và bây giờ mình sẽ apply lên cái phần phía bên phải của mình nha. Khi mà mình apply cái phấn này lên với bạn, mình thử được cái mùi nó rất là thơm luôn á. Các bạn có thấy được cái điều mà mình đang thấy không? Mình thấy nó bớt dầu hẳn luôn á. Cái nửa mặt bên phải của mình đó mấy bạn thấy không? Cái mặt bên đây của mình đang dầu đấy mấy bạn thấy không? Qua bên đây hết dầu, không hề thấy cái vết dầu luôn các bạn. Và không thấy được cái ánh đèn khi mà chiếu vào bên trong á, lộ rõ cái đường dầu. Trời ơi, đây là một cái em phấn của mình. Cũng phải nói là khi mà mình tìm được cái em này là mình cảm thấy rất là hài lòng luôn á. Cái mặt mình da dầu á, và cái phấn này rất là phù hợp nhưng bạn da dầu nha, bạn có thể mua về test thử, dùng thử. Và bây giờ mình sẽ apply luôn cái phần nửa mặt còn lại, sau đó mình sẽ đi quay clip. Vừa lòng Danny, mệt lắm mấy bạn, ngày nào cũng bắt làm hết, làm riết mà không có thời gian kiếm người yêu luôn. Không có thời gian kiếm người yêu luôn. Oh, what the fucking... Ủa? Bây giờ có người yêu luôn mấy bạn. What the hell? Đi thôi mấy bạn ơi, bây giờ đi qua làm chứ không Danny sẽ chửi mình. Later. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ làm món gà sáng ngủ mì nha. Đây là tất cả những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị. Ở đây sẽ có gà, mình làm gà đúng không? Không thể nào mà mình bỏ heo được. Đây là bột chiên giòn, đây là bột chiên xù. Mình không hiểu là làm gà rán mà Danny nó mua cho mình chanh dây làm gì luôn á. Sao bên đây có snack? Em thấy trên mạng á là người ta sẽ bóp cái phần bánh này nè, sau đó người ta sẽ lấy cái bụng á, người ta lăn cái miếng gà nó chiên lên. Ồ, ghê vậy. Đầu tiên á thì mình sẽ cắt gà mấy bạn. Ấy có Danny ở đây, sẵn em hỏi đây, Danny mua cái chai này để làm gì? Danny tại sao làm gà mình lại có chai chanh dây đây? Lát nữa là mình sẽ làm sốt chanh dây. Em biết làm không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Gà ngũ vị, giờ mình làm sốt mắm tôm. Mắm tôm, mắm tôm chấm vô chắc ngon lắm á. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái phần gà mà mình đã cắt rồi vào trong cái thau bột này nha mấy bạn. Rồi các bạn biết là cái công thức cuối cùng của mình để chiên xù này là gì không? Đấy là mình sẽ dùng bánh, mình sẽ bóp cho nó nát, cho đó là mình sẽ bỏ vào trong vị này. Trộn lên rồi mình sẽ gắp bỏ vào bên trong để chiên. Thì nhớ món này là hồi đó anh có làm rồi á em, nhưng mà anh làm một lần nguyên cái đùi gà. Kệ anh. Là anh bảo. Ok. Số gì ra là số ra có mấy còn mấy gì ra. Chúng anh đại bỏ nhà mà theo. Được rồi. Bây giờ sẽ bỏ vào chiên nha. Xịn quá. Bạn nào mà chưa chiên gà với lại snack bây giờ thì các bạn có thể thử nha. Ui. Má ơi. Rồi luôn. Ê, mình thấy ở đây là có hai miếng gà nó đã chín rồi các bạn nè. Wow, hấp dẫn nha. Bây giờ mình sẽ đốt những cái miếng còn lại ra, sau đó là mình sẽ tách ra xem thử là bên trong đã chín chưa. Chín rồi. Chín luôn. Nóng quá. Bây giờ mình sẽ làm những cái miếng gà còn lại các bạn. Eventually. Các bạn ơi, thì cái phần gà của mình đó mình đã chờ Danny chiên cho mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm nước sốt. Thì đầu tiên mình sẽ làm một cái loại nước sốt luôn. Tùy phần thánh của mình nữa, bạn biết sốt đó là gì? Sốt gì? Đó chính là sốt trứng muối. Wow. Trước rồi mình có làm cái món ốc hương sốt trứng muối. Thì cái sốt đó mọi người khen rất là nhiều. Nên bây giờ mình sẽ làm cái sốt đó nha các bạn. Ôi, đầu tiên là anh thấy có trứng muối nè. Ủa? Có trứng muối, không lẽ giờ có trứng thịt vịt lộn? Không lẽ trứng dứa? Mắc cười quá. Ok, thì đầu tiên mình sẽ bật cái lửa lên cho cái chảo mình khô dầu. Khô dầu. Các bạn nhớ công thức này của mình không? Thì bạn nào nhớ công thức này thì hãy để lại comment phía dưới mình biết nha. Và bạn nào đã làm thành công cái công thức này rồi cũng để lại comment phía dưới mình biết luôn, để mình có thể vô chúc mừng các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ chút muối vô tay các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chế whipping cream bạn nha, để cho chút muối có béo 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 các bạn. Được rồi bà ghét dữ quá bà. Chế có một tí mà móc 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 đốt hết của người ta luôn. Ủa, đồ của tôi làm mà, tôi thích làm thì tôi làm, được không? Chia sẻ vai cái mệt quá các bạn. Làm cái trend này mệt quá, tự nhiên thấy mệt luôn á, mệt cổ họng ghê luôn á.
Mấy bạn biết cái trend căng thẳng ở trên TikTok không? Nãy giờ là mình bắt chước theo cái trend đó mà tự nhiên mình mệt quá. Mấy bạn có thấy là cái phần whipping cream nó đang bị đặt lại không? Mấy bạn ơi, thì cái phần gà của Danny á chiên xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần gà này vào cái sốt trứng muối mình đảo lên nha mấy bạn. Ủa? Vậy là mỗi phần á là em bỏ miếng gà riêng hả? Anh tưởng là chỉ làm nước chấm thôi chứ. Tại vì em nghĩ là cái phần gà khi mà mình trộn chung với sốt á nó sẽ ngon hơn là khi mình làm cái chiên chấm thôi. Wow, vậy là gà qua một lớp tẩm bột chiên giòn, chiên xù lên rồi xong rồi thêm một lớp nước sốt nữa. Đúng rồi. Wow, món gà này quá là xịn luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên mình mới thấy luôn á. Đây, bây giờ mình sẽ đổ ra. Trời ơi, nó ngon quá đi. Rồi. Xong món đầu tiên. Bây giờ sẽ đến món thứ hai các bạn. Món thứ hai đó là sốt canh chay. Thì đầu tiên á thì mình phải bật lửa lên đúng không? Này mà thiếu cái bút bật lửa rồi. Bật lửa lên thì bên trong này đã có bơ sẵn rồi. Thì mình sẽ để cho nó sôi lên, rồi đó mình sẽ chế một ít sốt chanh dây vào bên trong nha mấy bạn. Và để cái phần sốt đó nó keo lại thì mình sẽ pha thêm một ít bột bắp vào. Và đây là cái dĩa thịt gà mà Danny chiên sẵn cho mình nữa bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá ta. Ui. Muối. Công thức đặc biệt của em là vậy hả em? Đây, mình thấy chanh dây với các bạn nên mình sẽ thêm một ít chanh dây nữa cho nó ăn có vị chua chua. Đây, mình sẽ để chanh dây sôi một tí. Trong thời gian đó thì mình sẽ bỏ bột bắp vào. Mình sẽ pha bột bắp. Mình sẽ khuấy cho nó tan cái phần cái bột bắp này ra, nó dế vào trong đây. Để cho phần sốt của mình nó sẽ keo keo lại, dễ bám dính vào trong cái phần gà của mình hơn. Wow, vậy là xong món thứ hai rồi đúng không Sunny? Đúng rồi, em đã xong món thứ hai rồi. Nè các bạn nhớ là khi mà mình nấu ăn với lại bột bắp á, mình phải nhanh tay. Và khi mình bỏ vào trong cái gà vào bên trong rồi, mình phải tắt cái lửa đi. Tại vì nhiệt độ mà càng nấu càng lâu á thì cái bột bắp nó sẽ phánh lại càng nhiều. Đó là cái phần sốt của mình nó sẽ không có được ngon nữa. Xong, hai món. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua làm món sốt Thái các bạn. Đối với sốt Thái á, thì đầu tiên mình sẽ bỏ một cây sả vào bên trong. Sau đó là mình sẽ có gừng. Gừng thì mình sẽ cắt lát nha mấy bạn. Không như là thích cắt miếng à. Kệ anh. Thì mấy bạn biết cái vị này dùng để làm gì không? Nope. Cái vị này dùng để giả hỗn hợp sốt Thái. Tại vì nhà mình không có cái đồ chay để giả đồ, nên là mình sẽ dùng cái vị này mấy bạn. Đầu tiên mình sẽ bỏ tỏi và hành tím băm sẵn á, mình mua ngoài chợ mấy bạn. Ủa? Vậy là món này không cần nấu gì lên luôn hả? Sau đó mình sẽ bỏ ớt, sáo quả ớt. Sáo quả ớt. Trời ơi, dâm cho chết hả, sáo quả ớt. Sốt Thái mà. Nhưng mà nếu mà cay quá là anh chú sao không ăn được thì mình giảm lại còn 4 quả thôi. Rồi mình sẽ nặng 4 quả chanh để lấy nước cốt. Thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn, kẹp ngân, đai riêng, thỏng sải, mìa rắc, ốp ủn, mây bụi. รวยปัญญาพัฒนาฉลาดชาติเจริญไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แกไปยังมันเสียรู้ไหนเลยยังไม่แบ่งSong, món thứ ba. Chưa mà. Ủa em là người làm, sao anh là người hô? Chưa, em chưa thấy xong. Anh thấy xong rồi mà. Chưa, em làm mà. Em làm. Đây, xong rồi. Mình đã xong món thứ ba rồi mấy bạn ơi. Vậy thì đến món thứ tư đó là gà lắc phô mai. Món này anh biết nè, là chỉ cần bỏ gà, bỏ phô mai vô hộp lắc 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 vậy là xong đúng không? Món này mình thấy là đơn giản nhưng mà lại hiệu quả. Trời ơi, chú thích ăn phô mai này lắm luôn các bạn. Lắc nhiều nhiều quá em, nhiều nhiều phô mai. Nhiều đi, nhiều phô mai mới ngon. Thích ít gì á, ăn được ăn không ăn được thôi. Đặt con gì, đặt đi, lẹ đi, đặt tiền lẹ đi. Gà lắc phô mai chắc chắn mấy bạn sẽ biết món này. Không có ai mà không biết món này hay đúng không? Món này quá nổi tiếng mà. Và món tiếp theo sẽ là gà lắc xí muội mấy bạn. Tính ra hai món cuối dễ quá ha. Mấy món cuối chỉ cần bỏ phô mai, bỏ xí muội lên lắc thôi. Đây sẽ là phần bột xí muội mà mình đã mua. Món mà gà lắc xí muội bạn thì mình nghĩ là lần đầu tiên các bạn thấy đúng không? Tại vì đây cũng là lần đầu tiên mà mình lắc xí muội luôn á. Mình chưa ăn món gà lắc xí muội bao giờ. Mấy bạn có thể làm cái món này ngay tại nhà để ăn thử. Và đây là món gà lắc xí muội made by Sunny. Các bạn ơi, giờ mình đã làm xong món gà chiên ngũ vị rồi nè. Và mình sẽ mời những anh VIP của tụi mình ra ăn thử nha. Man ơi, thế xin. Đây sẽ giới thiệu cho mọi người. Đầu tiên nó sẽ là món gà chiên sốt Thái, gà lăng phô mai, gà lăng xí muội, gà sốt trứng muối, và cuối cùng là gà sốt mật ong. Gà sốt chanh dây. Gà sốt chanh dây, trời tôi làm biết mà tôi quên tên luôn các bạn.
Bảo kiếm gì vậy Bảo? Bánh bẻ hả anh gì dữ vậy? Cơm. Kiếm cơm. Bánh bẻ nào nấu cơm em? Cái này là gì? Xí muội. Xí muội. Ủa sao gà với xí muội ta? Lạ không? Lạ không? Lạ. Trứng muối này, trứng muối. Lấy ăn đi, lấy. Trời ơi, bột phô mai đúng ngon. Nhưng mà cái này là đang vân vân là tại vì bột phô mai ngon hay là gà ngon? Phô mai có ngon hay không là nhờ trong người mua. Đúng rồi, là đẹp quá. Ủa, vậy không? Chính em, chính em. Phô mai bao nhiêu điểm? 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Tại mấy phô mai nhất luôn. Khánh, xí muội mấy điểm? 9 điểm rưỡi luôn, lạ nhưng mà ngon. Ủa, cái này là em chưa bao giờ em ăn gà hay là trứng muối, nhưng mà em chấm này là cũng là chín tích sáu. Lẹo quá, nó lẹo quá. Nghe điểm về tốt của bạn đây, về đây là cái gà lắc xí muội, mình lắc mà mình chưa có ăn, để cho mọi người thử nghiệm trước, không biết dở ngon mình mới ăn. Ủa, em mới ăn cục gì ấy? Gà này sắp thái quá. Sắp thái. Ngon ngon. Chua chua cay cay. Cái này là đặc biệt. Chanh dây. Nhìn đúng mật ong không à? Này ngon, này ngon, này ngon. Ngon. Này được. Lẹ lên bà, không nói đi. Lạ quá. Có là anh thuận chế em, anh thuận thuận. Cái này em làm em cũng chưa ăn thử. Ăn kiểu kiểu gì mấy bạn? Kiểu kiểu người trên cây á. Ui, này ngon, gà giòn. Cái này ngon mà cũng ngon. Sao đó? Này ngon, gà chín mất sáu luôn á. Nhưng muốn ngon 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 ngon. Các bạn ơi, vậy là clip mình đã xong rồi. Và nếu các bạn thích món gì ở đây thì nhớ để lại comment phía dưới. Và đừng quên chấm điểm cho mình luôn nha. Và nhớ like và share nha. Nhớ nha, đang căng á. Nhớ like share nha. Nếu mà các bạn muốn mua cái sản phẩm mà mình đang sử dụng, đó là hộp phấn chìm dầu của Perfect Diary, thì mình có để link ở phía dưới nha. Và còn bây giờ thì